Xin chào mọi người. Hôm nay Khang Luxury có 3 phiên bản XR da cá sấu. Và ở đây phiên bản đầu tiên thì Khang Luxury có một phiên bản da cá sấu Titan. Và đây cũng là một cái phiên bản giá tốt nhất ha. Đây thì phiên bản Titan này thì có những cái phím bấm và những cái khung sườn như này được làm bằng Titan này. Và phía sau thì là da cá sấu Alligator. Và hơi tiếc một chút là cái phiên bản này là phiên bản lướt, hàng trưng bày tại cửa hàng Khang Luxury, cho nên là giá của nó cực kỳ là tốt luôn. Thì phiên bản này sẽ có giá là 120 triệu ha. Đó, phiên bản siêu lướt, không có một cái xước, rất là đẹp. Mọi người sở hữu cái phiên bản này thì có thể tiết kiệm được một số chi phí cho bản thân. Đó. Và một cái phiên bản thứ hai thì giá nó tầm trung. Đây là phiên bản da cá sấu Ebony. Thì đây cũng là chất liệu Titan và nó được mạ thêm một lớp PVD màu đen. Đó, thì nó tạo ra một cái màu đen hợp lý như thế này. Đó, nó full đen từ trên xuống dưới ha. Gần như thì anh em chơi điện thoại XR rất là thích cái màu này. Đây, và nó kèm theo đó là một cái tấm da cá sấu đằng sau lưng rất là đều ha. Đó, sọc rất là đều nè. Thì đây là cái phiên bản new full box, cho nên là giá nó tầm trung. Thì em này là có giá 149 triệu. Đó, phiên bản full box nữa ha. Sổ thẻ đầy đủ. Rồi, và một cái phiên bản cuối cùng thì nó cao cấp một chút xíu. Đây, đây là cái phiên bản diện khói, bản khói da cá sấu. Thì khác hoàn toàn so với hai cái phiên bản Titan đây, thì đây là một cái phiên bản vàng khối 18K ha. Đây, tất cả những chi tiết phím bấm, khung, nút và ốc đều từ là vàng 18K Rosewood ha. Rất là nặng, nặng hơn nhiều so với hai phiên bản mà em cầm đây. Đó, đây nặng hơn gấp đôi ha. Thì đây cũng là một cái chiếc new chưa kích hoạt, đây còn pin code chưa cạo nè. Thì đằng sau vẫn là da cá sấu rất là đều. Như là mỗi cái sản phẩm trên XR da cá sấu đều rất là đẹp ha. Thì phiên bản này nó chất liệu nó hơi cao cấp, cho nên cái giá nó cũng cao. Thì giá của em này là 269 triệu cái phiên bản full box ha, sổ thẻ còn đầy đủ luôn và nặng hơn rất là nhiều. Thì mọi người có quan tâm tới ba cái chiếc XR phiên bản da cá sấu này có thể liên hệ qua Khang Luxury 0942222092. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.